áp lực cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền, nên chính vậy là mọi người cũng phải đi ra đường kiếm cơm. Đây hình ảnh của cái trường Việt Úc mà Sunny mới chia sẻ với anh chị đó, đây. Và nhân đây cũng chia sẻ với anh chị và các bạn, Kỳ Hòa là Chí Hòa chung một tên, nhà hàng Đòn Hồ, một nhà hàng cũng nổi tiếng ở khu vực quận 10. Bà ơi, ở sườn nhà thờ Đồng Tiến này đẹp ghê anh chị ha. Cầu mong cho mọi việc bình an luôn đến với anh chị. Dạ, Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sunny Đoàn. Sáng hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 2 tháng 6, Sunny đang đứng trên con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ phía trước mặt anh chị, phía trái là con đường Lê Đại Hành, ngay chỗ trường Đua Phú Thọ, bên phải là con đường Phó Cơ Điều để về chợ Thiết. Và Sunny cũng muốn gửi anh chị một vài hình ảnh đường phố ở khu vực quận 10. Cụ thể hơn đó là chúng ta đi dọc con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 này, ghé lại cái khu vực Hồ Kỳ Hòa để gửi anh chị và các bạn. Tình hình sáng nay thì theo như thông tin của báo chí thì không có ca nhiễm nào ở Sài Gòn anh chị. Nhưng mà không biết chiều nay hoặc tối nay thì như thế nào. Và cũng có rất là nhiều cái địa điểm phong tỏa, Sunny sẽ cập nhật gửi anh chị và các bạn. Và trước khi đi thì Sunny cũng mến chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi nhanh chị ha. Mấy hôm nay thì ám ảnh về những cái hẻm, những cái thông tin về dịch cúm. Đối với Sài Gòn thì đợt này có vẻ nặng nề anh chị, quá nặng nề. Những cái ca chuyển biến nặng thì nó rơi vào người trẻ trong cái đợt này do biến chủng Ấn Độ hơi bị nhiều, nên cũng rất là lo lắng. Về tình hình giãn cách xã hội ở Gò Vấp thì chia làm hai lớp, nên cái tình trạng ứ động thì nó không còn ứ động nữa. Mỗi lần người ra vào thì vẫn ra vào được, nhưng mà khai báo y tế có giấy chứng minh nhân dân đã xác nhận. Rồi chúng ta băng qua ngã tư. Trên con đường 3 tháng 2 này cũng cập nhật gửi anh chị và các bạn một cái ngôi trường Việt Úc. Hôm qua thì thầy giáo nước ngoài bị nhiễm và tổ chức một cuộc thi. Đáng lẽ các em thì học online, trường cho học online, nhưng mà bữa đó là cái lịch thi của Cambridge, trường Cambridge ở Anh Quốc đó, nên chính vậy phải tổ chức cuộc thi, tất nhiên cũng ngồi khoảng cách. Nhưng mà thầy giáo coi thi người nước ngoài bị dương tính, nên 100 em cũng phải F1, phải đi cách ly luôn anh chị. Và nhà trường thì cũng thông báo là các em được cách ly tại khách sạn. Rồi chi phí thì nhà trường lo. Mong rằng các em, thầy giáo sẽ khỏe mạnh vượt qua cái cơn này. Chứ dịch cúm thì không ai muốn anh chị, không ai muốn cả. Đèn xanh đèn đỏ phía trước mặt anh chị đó là con đường Lý Thường Kiệt, máy trái thì về trường Đại học Bách Khoa, trường Kỹ thuật Phú Thọ năm xưa, bên phải là về chợ Nhật Tảo. Đèn xanh đèn đỏ thì Sunny phải đứng xa chút xíu, chứ mỗi lần người khi mà đứng gần thì có ai ác xì thì cũng hơi ngại. Tất cả mọi người đi ra đường phải đeo khẩu trang. Theo như báo chí nói thì cảnh sát giao thông có thể là phạt từ 1 đến 3 triệu nếu người nào không đeo khẩu trang.
mấy bữa thì nhắc nhở, bữa nay thì để mọi người, có một số người thì không ý thức nên chính vậy phạt luôn. Anh chị thấy mọi người cũng vẫn chạy trên đường, mặc dù là trong cái mùa giãn cách toàn xã hội 15 ngày, bữa nay là qua ngày thứ ba rồi, nhưng mà vì áp lực cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền nên chính vậy là mọi người cũng phải đi ra đường kiếm cơm đi làm. Khu phố này bên phải thì chuyên bán về những cái phụ kiện điện thoại di động gì. Ngày thường thì rất là nhiều người ghé đây mua, nhưng mà bây giờ thì nó là một mặt hàng không thiết yếu. Con đường Nguyễn Kim, xa xa thì anh chị thấy một cái cầu vượt, đó là nó bắt qua con đường Nguyễn Chi Phương, Nguyễn Chi Phương nói dài cái chỗ nhà thờ Đồng Tiến, trường Đồng Tiến năm xưa đó anh chị. Bây giờ mang tên là Thành Thái. Trên đường băng thứ hai thấy một cái bảng cấm cách ly rồi, đây cái trường Việt Úc nè. Đây hình ảnh của cái trường Việt Úc mà Sunny mới chia sẻ với anh chị đó, đây đó. Địa điểm này phong tỏa để xịt sát khuẩn. Nói chứ cuộc sống này không nói trước được điều gì anh chị ha. Cứ ngày nào mình bằng an thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Một số bạn bạn bè của Sunny chia sẻ thì thường thường là mỗi buổi sáng bừng tỉnh giấc ngắm thánh bình minh là thấy vui đối với ngày xưa, nhưng mà bây giờ có một cái câu bừng tỉnh giấc mà cái sớm mình không bị rào chắn là thấy vui rồi. Chúng ta lên cầu vượt nhanh gì. Dọc con đường thì những cái quán nhậu đều đóng cửa hết anh chị. Khi mở ra kinh doanh buôn bán đầu tư, mỗi lần buôn bán mà có đông khách thì cũng vui, nhưng mà với những cái tình hình dịch cúm này lớn thuyền lớn sóng, to sống to cũng cảm thấy mệt mỏi, đầu tư một mớ tiền. Cái cầu vượt này mé bên trái thì chúng ta thấy chợ cá Trần Quốc Toản năm xưa, bây giờ là một cái siêu thị Extra Smart,
một lát Sunny sẽ ghé ngang, đi ngang thôi anh chị. À, khi mà đổ dốc thì chúng ta sẽ về với lại Hồ Kỳ Hòa, ngay chỗ Việt Nam Quốc Tự, Việt Hóa Đạo năm xưa. À, và nhân đây cũng chia sẻ với anh chị và các bạn, Kỳ Hòa là Chí Hòa chung một tên. À, lý do là ngày xưa vị trí đó, tất nhiên là cái thành rất lớn, nhưng mà ngay vị trí đó là Đại Đồn Chí Hòa, do ông Nguyễn Tri Phương nắm giữ và bị thất thủ vào rạng sáng vào năm 1861. Sau đó Đại Đồn Chí Hòa được san bằng. Đối với người Pháp thì người ta đọc chí không được, người ta đọc kỳ. Và sau một thời gian thì chạy thành Kỳ Hòa. Đó, cái Kỳ Hòa và Chí Hòa là một. Bên phải bên trái đó là đường Cao Thắng nha anh chị. Bên phải ý Sư Vận Hạnh, xin lỗi anh chị, Sư Vận Hạnh mái phải là về chợ Ấn Đông. Bên trái thì là một cái Sư Vận Hạnh kéo dài, một cái xuyên qua mảnh đất quân đội năm xưa. Đối với lễ Phật đản năm nay thì rơi vào cái bùng phát đợt thứ tư này. Nên chính vì vậy không lễ hội Phật đản thì không có tổ chức hoa đăng anh chị, tổ chức gói gọn thôi. Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn giãn cách xã hội là hoàn toàn không có tổ chức gì cả, nếu mà có lễ hội. Kinh tế thì khó khăn. Mọi người thì có một cái câu là liệu cơm gấp mắm, gấp nhiều quá nó mặn anh chị. Cái tháp của Việt Nam Quốc Tự là anh chị, mái trái. Chúng ta sẽ đi một vòng nha anh chị ha, để nắm bắt tình hình. Trải qua từ năm ngoái đến năm nay thì có một số doanh nghiệp vật chất vì buôn bán khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, bao nhiêu người thất nghiệp, khổ chứ. Riêng Sunny được chở anh chị đi lang thang như thế này là thật sự rất là hạnh phúc, rất là vui. Mái trái là cái vùng đất Hồ Kỳ Hòa năm xưa anh chị. Ngày xưa nếu anh chị mà ở Sài Gòn vào thập niên 90 đến 2000 thì anh chị sẽ biết Hồ Kỳ Hòa có một cái khu vui chơi giải trí, nó có một cái hồ chèo thuyền giống như Đầm Sen, Suối Tiên. Nhưng mà bây giờ thì cái hồ đó nó theo tốp xung quanh cái mảnh đất Hồ Kỳ Hòa năm xưa, bây giờ là quán ăn quán nhậu, nó trải dài trên con đường Cao Thắng nối dài. Mái trái là Học viện Hành chính Quốc gia. Bà con thì một số người thì họ vẫn mở cửa, chỉ có nặng nề là cái dịch vụ ăn uống anh chị, còn bán điện thoại, vài cái shop thời trang vẫn mở cửa. Tất nhiên là tình hình như thế này thì không ai mà có thể là có tinh thần mà để là mua sắm cái áo, cái quần mới. Đi thẳng ra là
ngã sáu Dân Chủ, và Sunny sẽ quẹo trái, mé phải là chúng ta về bệnh viện Từ Dũ trên con đường Cao Thắng cũ. Đây là Cao Thắng nói dài, và cứ mỗi khi buổi tối màn đêm buông xuống thì con đường này nó được lung linh bởi những ánh đèn, những quán cà phê, quán nhậu, karaoke. Nhưng mà đó là những hình ảnh của quá khứ. Hiện tại thì tất cả các hàng quán đều phải đóng cửa. Những cái chợ thì bây giờ thì có một vài chợ cũng đóng cửa thì vì có F1 hoặc F0 họ đi chợ đó. Chợ Phú Nhuận ở trên con đường Phan Đình Phùng, Võ Duy Nguy đó thì phải bị phong tỏa lần hai. Tất cả các tiểu thương trong chợ đều xét nghiệm. Quận Bình Thạnh thì theo cái lịch thì sẽ đi xét nghiệm từng phường một, anh chị, cuốn chiếu từng phường một. Những cái hình ảnh này thì Sunny sẽ ngừng lại để ghi nhận anh chị. Buôn bán nào, quán cà phê nè, quán cà phê, pizza, ở kia là quán nhậu. Đi anh chị ha. Cái nơi này đó thì một anh ở Long An cư ngụ ở đây bị ca dương tính, nên chính vì vậy thì cái hẻm đó phải bị cách ly 21 ngày. Nó có một cái rào chắn, hàng loạt những cái quán, nha khoa, về spa, mỹ phẩm, khách sạn đều đóng cửa hết anh chị. Khách sạn mini đóng cửa nguyên một cái loạt như thế này. Bên phải là những ánh đèn, mặc dù là đóng cửa nhưng mà vẫn ánh đèn vẫn mở sáng. Nhà hàng cũng nổi tiếng ở khu vực quận 10. Hàng ngày thì rất là đông khách, là lý do thì nó nằm trên cái công viên của Hồ Điều Hòa năm xưa, nên cũng vậy nó có rất là nhiều bóng mát, nên mọi người thì cũng thường tới đây ăn nhậu họp mặt gia đình. Quán cà phê mở nhưng mà cho bán mang về anh chị. Phố biển Đất Sét, những cái quán này đóng hết đó. Tình hình chung là vậy.
Sunny thì chỉ biết đi dạo như thế này, gửi anh chị và các bạn vài hình ảnh của Sài Gòn. Ngoài ra thì không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu mong thì cái dịch đợt 4 này qua mau, rồi không có ca lây lan cộng đồng, rồi từ từ thì vaccine sẽ về, lúc đó người dân chích đầy đủ để có một cái miễn nhiễm cộng đồng là cảm thấy vui rồi. Không biết như thế nào nhưng mà đối với cuộc sống người dân thì nhìn thấy cũng thương anh chị, phải thương, thương cảm. Mặc dù là Sunny cũng không khá giả gì nhưng mà mình nhìn thấy những cảnh này thì mình nói ý cuộc sống mình quá hạnh phúc. Còn những người thì gánh hàng rong ngày đây mai đó, những chú ba gác xích lô chở hàng, rồi những cô chú bán vé số tay làm hàm nhai thì mình cảm thấy điều đó mình cảm thấy hạnh phúc. Nếu mà cứ lây lan như thế này thì vé số cũng không có bán được ai, xích lô thì không có chở hàng được ai, khổ lắm. Bây giờ thì đã ế là gì, những cô chú bán vé số thì có những cái lắc tay liên tục mời chào lắc tay, tại vì bây giờ ai ai thì cũng ngại. Mấy hôm nay thì Sunny cũng chỉ chạy như thế này thôi, không tiếp xúc bất cứ ai. Bạn bè rủ lại nhà tao làm đi cà phê, nói thôi cảm ơn để qua đi, qua đợt này đi rồi gặp nhau nhậu. Chứ giờ không biết tiếp xúc với ai, chở anh chị đi vòng vòng như thế này rồi không về nhà thấy. Uống cà phê cũng pha cà phê ở nhà mà uống. Trước mặt anh chị đó là con đường Trần Quốc Toản, và Sunny sẽ đi con đường hướng con đường này nhé. Đi con đường Trần Quốc Toản tới cái khu vực chợ cá Trần Quốc Toản đó. Đây là cái khu vực chuyên bán thời trang, rồi có những cái phòng khám tư. Bệnh viện bây giờ thì kiểm tra cũng rất là gắt gao anh chị. Những bệnh viện ở Sài Gòn là tuyến cuối mà kiểm tra rất là gắt gao, khoanh vùng, khai báo y tế có những triệu chứng gì đó test nhanh. Tình hình thì ở Long An thì mấy cái ca nhiễm ở Long An thì đối với kỹ thuật bệnh viện ở dưới thì không có khả năng anh gì. Những ca bệnh nặng phải chuyển lên Sài Gòn. Cầu mong cho những ca nặng đó qua khỏi khỏe mạnh. Cầu mong cho 100 em học sinh ở trường Việt Úc và thầy giáo cũng khỏe mạnh. Cầu mong cho những cô chú anh chị khỏe mạnh trong nước cũng giống như là những cô chú anh chị định cư ở nước ngoài, công ăn việc làm càng ngày tấn tới phát đạt. Nhiều lúc nói chuyện giống như là Tết anh chị ha, nhìn Sài Gòn không khí Sài Gòn giống Tết lắm. Tết cứ có một cái câu tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tình hình càng ngày càng phức tạp về cái dịch cúm này, nguy hiểm quá. Hồi nãy mình đi trên cái cầu vượt rồi anh chị, bây giờ mình sẽ đi phía dưới cầu vượt, đi cái hướng bên trong này. Cái hàng cây cao này, cổ thụ này mát quá.
mấy cái sớm hẻm thì mấy hôm nay thì Sunny cũng không có ghé gì, lý do là coi như là mình ghé rồi xong thông báo cẩn ai ghé hẻm đó vào ngày đó giờ đó đi khai báo y tế, thì để tránh điều đó thì Sunny không có ghé, chỉ chạy những con đường chính thôi, anh chị cũng thông cảm cho Sunny. Còn đối với Sunny thì có một số không mình đó, không đồng ý đó, thì Sunny giống như cơn gió thoảng vậy đó, cuộc sống mà có người này có người kia thì nó mới vui nhộn. Siêu thị Cha Mát thì vẫn buôn bán nhưng mà với tình hình cũng vắng. Đây là cái chợ cá nè, khai báo y tế rồi đi vào. Những cái chỗ PPQ, Highland Coffee đóng cửa, chỉ phục vụ khách mang về thôi. Đó là chợ cá Trần Quốc Toản năm xưa đó. Xin đi quẹo con đường là Nguyễn Duy Phương nói dài này là Thành Thái nha anh chị ha, để về với bên hàng rào của nhà thờ Đồng Tiến. Nhìn cái nhìn cái cảnh này khổ. Không biết trong túi có còn tiền hay không để xin đi vô túi còn 300.000 gửi và bát 200 uống nước, bây giờ không biết như thế nào đây. Xin lỗi anh chị. Bà cho con gửi bà 200 uống nước. Dạ dạ bà khỏe. Dạ dạ thôi con có rồi nhưng mà thôi con gửi bà 200. Dạ dạ không bà con biếu bà nha. Dạ con biếu bà nha, thôi bà khỏe nha bà. Dạ thôi con. Dạ dạ thôi bà khỏe nha. Dạ con đi bà. Dạ dạ con đi. Dạ điều cảnh xót xa khi mà nói những câu đó thì như là xin đi rợn da gà. Không biết anh chị như thế nào nhưng khi mà mình xúc động, xin đi riêng xin đi xúc động thì rợn da gà. Anh chị đối với Sunny thì cái kênh không phải là từ thiện nha anh chị ha, không phải là từ thiện. Đây là trường Đồng Tiến, trường Nguyễn Khuyến năm xưa, bây giờ các em nghỉ hè rồi anh chị. Chắc bà chắc năm nay chắc cũng khoảng 70 mấy rồi, lưng khòm rồi bởi vì cuộc sống mưu sinh. Và cũng xin lặp lại anh chị, kênh Sunny không phải là từ thiện, nên các anh chị đừng gửi cho Sunny nha. Nhiều lúc gửi quán cà phê cũng rào trắng, nếu mà gửi nhờ Sunny đem tới chùa hoặc đem tới nhà thờ gửi cho một cái đơn vị nào đó thì Sunny sẽ nhận. Còn gửi để đi đường mà quay những cái cảnh này á, xong rồi gửi họ thì Sunny nó
thấy trong lòng nó sao sao á, tại vì mình quay cái cảnh người ta đó, lâu lâu thì mình cảm con tim mình nó rung động với những hình ảnh đó thì mình gửi thôi. Nếu mà để nhằm mục đích mà đi lang thang như thế này tìm kiếm những cái nhân vật mà đi gửi thì xin thưa là không nhận. Anh chị thông cảm cho Sunny. Đây là bờ tường rào của nhà thờ Đồng Tiến và Sunny cũng muốn đứng đây gửi anh chị và các bạn hình ảnh sân của nhà thờ, và sau đó kết thúc cái clip này. Nhà thờ thì mấy bữa nay thì không có làm thánh lễ gì vì tình hình dịch mà. Sân nhà thờ thì biết quay như thế này để chị nhìn ngó sân nhà thờ Đồng Tiến thì đẹp ghê anh chị ha. Và mình cầu mong cho mọi việc bình an luôn đến với anh chị. Rồi, Sunny chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đoàn, một vài con đường và khu vực quận 10 Hồ Kỳ Hòa, nhà thờ Đồng Tiến này. Và một lần nữa Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đoàn. Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại.